sẽ là Quan Âm Cát, nơi mà hôm rồi có máy gì đây? 2-3 lần rồi đi vào ngoại đẳng, bà đọc kinh Chúa Đại Bi, bà đọc rất rành rất rõ. Nơi đây thì bà đã đi được nhiều lần rồi đó, hình như cũng có đi với những anh em khác nữa. Đọc nha. Thì không rằng thằng ngoại tới đây được. Chúa Đại Bi. Cái thằng ngoại sẽ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Chúa Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát 3 lần. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc La Đát Na Đa La Dạ Gia. Nam mô A Lị Gia Bà La Yết Đế Xuất Bát La Gia Bồ Đề Tát Đà Bà Gia Ma Ha Tát Đà Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia An Tát Bàn Ra Phật Dễ Số Đát Na Đát Tọa Nam Mô. Nam Mô Tất Chiết Lạc Đọa Y Mông A Di Đà Bà Lô Yết Đế Tháp Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô A Ra Tận Trời Hải Vậy Ma Bàn Ba Sa Cô Ni Tất Bà A Tha Đậu Vô Bằng A Tha Dân Tất Bà Tất Ba Năm Ma Ma Bà Tất Ba Ma Bà Bà Già Ma Phật Đạt Đạo Đa Diệt Tha An A Bà Lô Hê Lô Ta Lê Ta Ra Lê Dĩ Hê Rị Ma Ha Bồ Đề Tất Bà Tất Bà Tất Bà Ma Râm Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rị Bà Dĩ Tư Lô Tư Lô Bà Ra Bà Ra Địa Rị Ni Tất Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Mẹ Mẹ Phật Ma Ra Một Đế Lệ Oh.
thiên thủ thiên nhãn vô ngạn dạy bi tâm đà la ni. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, giải thoát của trần của khổ của nạn cho vạn dân ba tánh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô chư đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô chư đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô chư đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Hỏi lại bé đó không lại đó ông Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni á. Thích Ca Mâu Ni là ông Phật lớn nhất đó, có chữ vạn hay bụng đó. Nè con chịu Phật cái gì là đeo cái này đi. Nó mời gì là Phật nè. Cái đó tốt ha. Cái nào mà ngoại đeo đi, còn đó cho tiền thì được rồi. Cái đó ông Phật Tổ Phật Thầy đó là ông Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con có nguyện ổng á là mà lần một hột hột, lần đi ba lần vậy đó, có phước lắm, phước liền tận tay. Nam mô Quan Thế Âm chú đại bi Quan A Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô chú đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Đứng dậy nổi không mẹ? Nổi. Ráng. Ráng ha. Quan Thế Âm Bồ Tát, giải thoát của trần của khổ của nạn. Nam mô chú đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô chú đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Chú đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phật. Thì cái này cái gì đây? Cái này cái gì? Cái này cái máy thao hả? Thì cũng không nguyện với bà cũng được, chứ đừng sân si với bà nha. Đi vòng vòng. Bây giờ đi vòng vòng đây rồi. Không tính đâu. Hả? Thì đi vòng vòng đây con. Lời khó nghe nha quý vị. Cái mô gì là đi được vậy hả? Tâm bà sẽ được tỉnh hơn. Gì là Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, giải thoát của trần. Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, bình tĩnh. Mất công lòng là những lửa với những khách tâm thiên. Mẹ ơi cứu con nha. Dạ đúng rồi. Cứu khổ cứu nạn. Xin đừng chửi bà đại. Mẹ ơi, mẹ con giúp đỡ cho con nữa. 56 đi. Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, mất công lòng ngành những lửa với khách tâm thiên. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Bà đi chùa thì cũng cầu nguyện với bà nha quý vị. Đi qua đây. Đi vòng vòng nè. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Bà đang đi tham quan phía sau. Cái mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Nam mô mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, giải thoát của trần. Nam mô Di Phật. Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, đi con đi với mà nè, đi á là có con trai nè, dâu nè, với cháu luôn nè. Dạ, cục vàng 24 ca ca nè, cục vàng. Thân quá hả? Thương nổi không? Thương không con? Thương đứt ruột hàng thương. Đứt ruột luôn hả? Thương dữ lắm thương. Trời ơi, được quá ha. Con cá nè, con dòng coi cá đi con thấy không? Dạ, Phong xin chào Linh Nguyễn, Phong xin chào Sari Lý. Chào Nguyễn quá Ngọc Anh. Có cậu không? Dạ, chào Hương Lê, chào Quang Minh. Có một cô nè, ổng lỗ mũi quá hả? Ổng lỗ mũi có tiền nè. Mơ Di Phật. Chào chị Hồng Phấn. Mơ Di Phật. Mơ chào chị Ngọc Hương, chào chị Vô Thường. Dạ, em chào chị Vô Thường nha. Vô Thường nào? Dạ không, cái này là những cô chú người xem á. Người xem ha. Dạ đúng rồi, thấy ngoại đọc vậy đó, dạ. Người ta mến. Dạ, kính đây chào. Đây cũng A Nam Mô A Di Đà Phật luôn. A Nam Mô A Di Đà Phật, kính chào cô chú trong nước ngoài nước. Cầu chúc mấy cô được ăn khang, mọi sự an lành. Ước gì được mấy, được cầu nguyện theo ý mình. Dạ, mà ngoại ăn lành chưa? A Di Đà Phật, được ăn lành. Tâm tịnh chưa? Thanh tịnh.